Và bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 2 la mã. Phần 2 la mã này có nội dung liên quan tới các nguyên tắc cơ bản của luật lao động. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động là gì? Ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là chúng ta có một số những nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động. Chẳng hạn như chúng ta có nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động. Có nghĩa là gì ạ? Là trong quá trình thực hiện các quan hệ lao động này thì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động cần phải được bảo vệ. Và được bảo vệ như thế nào thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu cụ thể ở phần sau về quyền và nghĩa vụ của người lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và khi có những vấn đề tranh chấp liên quan tới uh, quan hệ lao động thì chúng ta cũng sẽ giải quyết các tranh chấp này như thế nào. Nguyên tắc thứ hai đấy chính là nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong quan hệ pháp luật lao động, khuyến khích các thỏa thuận mà có lợi hơn cho người lao động. Như thầy đã trình bày các bạn một trong những phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động đấy chính là phương pháp thỏa thuận. Và vì vậy mà từ phương pháp thỏa thuận ở đây thì nó cũng hình thành lên một một trong những nguyên tắc cũng rất là quan trọng của pháp luật lao động đấy chính là nguyên tắc về tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong quan hệ pháp luật lao động. Lưu ý rằng là gì ạ? Sự thỏa thuận ở đây phải là thỏa thuận hợp pháp. Điều đấy có nghĩa là tất cả những sự thỏa thuận nào mà trái với quy định của pháp luật và hoặc là gì ạ? là vi phạm các điều cấm của đạo đức xã hội thì đều làm cho những cái thỏa thuận đó là không hợp pháp và những thỏa thuận đó không hợp pháp thì có thể dẫn tới những thỏa thuận này là vô hiệu và vì vậy mà các bạn lưu ý rằng là các bạn được quyền tham gia vào quan hệ lao động các bạn được quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng những sự thỏa thuận đấy phải là thỏa thuận hợp pháp Tuy nhiên ở đây thì trong mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động thì người lao động luôn luôn ở một vị thế yếu hơn và vì vậy mà các bạn thấy rằng là ạ dạ là pháp luật lao động cũng đưa ra một cái nguyên tắc cũng rất là quan trọng đấy chính là ạ dạ khuyến khích các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Và vì vậy mà nếu trong các hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động đưa ra các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động thì đấy là những thỏa thuận mà sẽ được khuyến khích Nguyên tắc tiếp theo của pháp luật lao động đấy chính là trả lương theo lao động và thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Hai nguyên tắc này nó cũng được thể hiện trong các quy định của Bộ luật lao động của Việt Nam bằng những cái quy định rất cụ thể về trả lương cũng như là về bảo hiểm xã hội. Mà các quy định này chúng ta cũng sẽ nghiên cứu ngay lập tức ở phần ba la mã sau đây.